USS Theodore Roosevelt là một hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân, đã trở thành trung tâm gây sự chú ý của truyền thông gần đây vì bức thư gửi bởi thuyền trưởng Brad Cozier. Được biết, USS Theodore Roosevelt là một hàng không mẫu hạm thứ tư thuộc đại hàng không mẫu hạm lớp Nimitz. Tàu được đặt tên để vinh danh Tổng thống Theodore Roosevelt, vị Tổng thống thứ 26 của nước Mỹ. Là con tàu thứ tư được đặt tên để vinh danh Tổng thống Theodore Roosevelt. Dấu hiệu của các cuộc gọi vô tuyến của tàu là Rough Rider, biệt danh của đơn vị kỵ binh tình nguyện của Tổng thống Roosevelt trong chiến tranh Mỹ và Tây Ban Nha. Tàu được ra mắt vào năm 1984 và hoạt động đầu tiên trong chiến dịch bão táp sa mạc năm 1991. Ban đầu thì Tổng thống Gerald Ford đã hủy kế hoạch đóng tàu mới hàng không mẫu hạm CVN-71 vào năm 1976, thay vào đó là hai hàng không mẫu hạm hạng trung CVV để thay thế cho hàng không mẫu hạm lớp Midway. Loại CVV dự định sẽ vận hành máy bay cất cánh ngắn hoặc là thẳng đứng. Thiết kế TCBL cũ là nền tảng cho CVV mới, đóng vai trò thay thế cho các hàng không mẫu hạm lớp Midway cũ, đồng thời có khả năng vận hành tất cả các máy bay vận tải thông thường hiện có. Nhưng kế hoạch này không bao giờ được thực hiện. Tuy nhiên, do cuộc khủng hoảng con tin Iran đòi hỏi phải tăng cường khai triển các nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm Mỹ tới Ấn Độ Dương, Tổng thống Jimmy Carter đã đảo ngược lập trường của mình đối với các tàu lớn hạt nhân lớp Nimitz. Và CVN-71 sau đó đã được ủy quyền theo dự luật của tài khoá năm 1980 cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Lễ đặt sống tàu vào ngày 31 tháng 10 năm 1981 được Bộ trưởng Quốc phòng Caspar Weinberger đã chấm mối hàng đầu tiên cho con tàu. Ngày 3 tháng 11 năm 1981 thì Bộ trưởng Hải quân John Lehman đã tuyên bố tàu sẽ được đặt tên là Theodore Roosevelt. USS Theodore Roosevelt là một hàng không mẫu hạm đầu tiên được đóng mới theo kiểu thiết kế và phân chia hệ thống thành các phần nhỏ gọi là module. Trong đó, các module được đóng mới độc lập ở các khu khác nhau, sau đó vận chuyển đến xưởng đóng tàu chính và ráp chúng lại với nhau. Phương pháp kỹ thuật đóng mới kiểu module đã giúp giảm 16 tháng chế tạo so với trước, và kỹ thuật này được áp dụng trên tất cả các hàng không mẫu hạm sau đó. USS Theodore Roosevelt được hạ thủy vào ngày 27 tháng 10 năm 1984, đi vào hoạt động trong Hải quân Mỹ từ ngày 25 tháng 10 năm 1986. Sau các cuộc thử nghiệm trên biển và tập luyện trước khi khai triển, Theodore Roosevelt bắt đầu khởi hành lần đầu tiên vào ngày 30 tháng 12 năm 1988 với Carrier Air Wings X tham gia. USS Theodore Roosevelt chiều dài tổng thể là 1.092 feet, tốc độ là 30 hải lý một giờ, chiều rộng sàn bay là 257 feet, diện tích sàn bay khoảng 4.5 acres, hệ thống động lực gồm hai lò phản ứng hạt nhân. Điều quan trọng hiện nay là thuyền trưởng Brad Cozier, theo báo cáo của Military Website thì có khoảng 150 thủy thủ trong thời gian ông gửi thơ đi đã thử nghiệm dương tính với COVID-19. Các báo cáo cập nhật hôm thứ Năm 10 tháng 4 cho thấy số lượng COVID-19 trường hợp trên tàu đã tăng lên hơn 400. Hải quân trong một tuyên bố nói rằng thủy thủ đã bị cô lập kéo dài 14 ngày khi được đưa đến Bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ ở đảo Guam hôm thứ Năm 9 tháng 4. Theo nguồn tin của CNN thì tác động của đại dịch coronavirus đối với các thủy thủ Theodore Roosevelt là một tâm điểm của cuộc tranh cãi dẫn đến việc từ chức hôm thứ Ba 7 tháng 4 của quyền Bộ trưởng Hải quân Thomas Motley. Các thủy thủ đã được tìm thấy bất tỉnh vào ngày 30 tháng 3 và đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ trên đảo Guam. Hải quân cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm 9 tháng 4, kể từ hôm thứ Tư 8 tháng 4, 97% thủy thủ đoàn Theodore Roosevelt đã được kiểm tra virus và có tới 416 thủy thủ đã thử nghiệm dương tính, theo Hải quân Hoa Kỳ cho biết. Gần một tuần lễ sau khi Motley sa thải Cozier, Hải quân chỉ mới di tản được 2.329 trong số 4.800 thủy thủ của hàng không mẫu hạm. Hải quân ban đầu nói rằng họ đã có ý định di chuyển 2.700 thủy thủ lên bờ vào ngày 3 tháng 4. Các viên chức cho biết, quá trình này đã bị chậm lại do thử nghiệm vì chính phủ của đảo Guam đang yêu cầu các thủy thủ kiểm tra âm tính trước khi họ có thể được chuyển đến khách sạn trên đảo. Vào ngày 6 tháng 4 thì Motley bay tới đảo Guam và nói chuyện với các sĩ quan và nhân viên của USS Theodore Roosevelt về vấn đề này qua bài phát biểu trên hệ thống PA của tàu. Trong đó, ông chỉ trích Cozier, nói rằng
Nếu ông ta không nghĩ rằng thông tin sẽ được đưa ra công chúng thì ông ta quá ngây thơ hoặc là quá ngu ngốc khi trở thành một sĩ quan chỉ huy của một con tàu như thế này. Ông ấy đã cố tình làm điều này. Sau đó thì Motley đã xin lỗi vì những bình luận của mình. Sau khi bài phát biểu của ông bị các thủy thủ phản ứng dữ dội, vào ngày 7 tháng 4, Motley đã xin từ chức. Theo một viên chức hải quân, chuyến đi vừa rồi của ông Motley với 30 phút cho con tàu khi tới đảo Guam đã tiêu tốn của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ khoảng 243.000 Mỹ Kim. Được biết, vào ngày 5 tháng 3 năm 2020, thì Theodore Roosevelt cùng với tàu tuần dương USS Bunker Hill đã đến Đà Nẵng, Việt Nam. Trong chuyến thăm Việt Nam, 5 ngày kỷ niệm 25 năm ban giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Vào ngày 24 tháng 3 năm 2020, trong đại dịch coronavirus năm 2020, ba thủy thủ ở trên tàu đã được thử nghiệm dương tính với COVID-19. Chỉ trong vòng vài ngày, con số đã tăng lên hàng chục. Theodore Roosevelt được báo cáo là con tàu đầu tiên trong Hải quân Hoa Kỳ có ổ dịch COVID-19 khi đang ở trên biển. Theodore Roosevelt đã cập cảng tại đảo Guam vào ngày 27 tháng 3 năm 2020. Đến ngày 31 tháng 3 thì số thủy thủ bị nhiễm bệnh là hơn 100 và thuyền trưởng Brad Cozier đã xin cầu cứu giúp đỡ của Hải quân. Hải quân Hoa Kỳ đã ra lệnh cho hàng không mẫu hạm di tản cùng với 400 thủy thủ đoàn vẫn ở trên tàu để duy trì lò phản ứng hạt nhân, thiết kế chiến đấu, v.v. Thuyền trưởng Caslo Sadiello đảm nhận chỉ huy tạm thời của Theodore Roosevelt. Và cũng theo nguồn tin từ Military Website cho biết, gần 300 thủy thủ ở trên hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt đã thử nghiệm dương tính với căn bệnh do coronavirus gây ra. Hải quân tuyên bố chưa đầy một tuần sau khi vị sĩ quan chỉ huy của con tàu bị ngưng đảm trách nhiệm chỉ huy về cách ông báo cáo lên cấp trên về sự bùng phát của COVID-19. Kể từ hôm thứ Tư, 8 tháng 4 thì có 286 thành viên của hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt có COVID-19. Điều đó cho thấy có hơn một nửa trong số 548 trường hợp COVID-19 của US Navy, cao nhất trong số các chi nhánh quân sự. Vào ngày 2 tháng 4, sau khi đại tá Brad Cozier đã gửi thư yêu cầu Ngũ Giác Đài hỗ trợ thủy thủ đoàn mắc COVID-19, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Thomas Motley đã tuyên bố trong một cuộc họp báo của Ngũ Giác Đài rằng: "Hôm nay, theo chỉ thị của tôi, sĩ quan chỉ huy của USS Theodore Roosevelt, đại tá Brad Cozier bị rút quyền chỉ huy hàng không mẫu hạm. Ông Cozier bị cho thôi việc vì hành động được cho là cực kỳ thiếu sáng suốt và gây bão." Khi thư cầu cứu dài 4 trang viết ngày 30 tháng 3 của ông được cung cấp cho giới truyền thông Mỹ, được San Francisco Chronicle đăng tải và lan truyền rộng rãi, đã làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng về sự lây lan của các trường hợp coronavirus trên tàu. Theo The Reuters, thì ông Thomas Motley khẳng định là thuyền trưởng Cozier đã thể hiện năng lực thẩm định yếu kém vì đã không bảo mật để cho lá thư bị lộ ra bên ngoài và báo chí, thậm chí đã đăng tải nội dung lá thư trước khi lá thư được đến tay ông. Lá thư của thuyền trưởng Cozier đã viết: "Chúng ta đâu phải đang ở trong thời chiến, các thủy thủ đâu cần phải hy sinh. Nếu không hành động ngay lúc này, chúng ta sẽ thất bại trong nhiệm vụ chăm sóc chu đáo cho các thủy thủ, tài sản đáng tin cậy nhất của chúng ta." Hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt cập cảng tại căn cứ hải quân ở đảo Guam để cho các thủy thủ được tản cư và cách ly phòng ngừa COVID-19 trên lãnh thổ của Mỹ ở phía Tây Thái Bình Dương. Gần như tất cả gần 5.000 thành viên của Theodore Roosevelt hiện đã được thử nghiệm COVID-19. Kết quả cho thấy 2.874 thử nghiệm COVID-19 đã được hoàn thành. Hơn 2.300 thành viên của Theodore Roosevelt đã di chuyển lên bờ tại đảo Guam. Theo nguồn tin từ Washington Examiner, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã ngỏ ý khả năng khôi phục sĩ quan chỉ huy, người được miễn nhiễm vì đã xin cầu cứu lãnh đạo quân đội hành động nhanh hơn để bảo vệ thủy thủ đoàn của mình khỏi coronavirus trong một lá thư bị rò rỉ. Đô đốc Michael Giddes, giám đốc điều hành của Hải quân cho biết, hồi đầu tuần này ông sẽ xem xét việc khôi phục Cozier trong khi chờ kết quả điều tra. Và Bộ trưởng Quốc phòng Esper nhắc lại trong cuộc phỏng vấn trên CBS This Morning vào ngày thứ Sáu 10 tháng 4. Trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên tại Ngũ Giác Đài thì tướng không quân John Hatton, phó chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân cho biết là quân đội phải lên kế hoạch liên quan đến sự bùng phát của coronavirus.
Ông nói rằng sự bùng phát của coronavirus của USS Theodore Roosevelt có thể xảy ra ở lực lượng quân đội khác. Trong một cuộc phỏng vấn, tướng Hayden nói rằng không nên xem sự kiện Roosevelt là một vấn đề riêng rẽ hay là có một không hai. Roosevelt không phải là hàng không mẫu hạm duy nhất của hải quân đương đầu với các trường hợp COVID-19. Tướng Hayden cũng tiết lộ cũng có một số ít trường hợp coronavirus trên một số hàng không mẫu hạm khác, như hàng không mẫu hạm Ronald Reagan và Carl Vinson. Các thủy thủ được chỉ định cho 4 hàng không mẫu hạm khác đã được tìm thấy COVID-19 dương tính, viên chức Hoa Kỳ cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Reuters. Và thuyền trưởng Cozier là một trong những thành viên của thủy thủ đoàn Theodore Roosevelt đã thử nghiệm dương tính với căn bệnh này.